Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Đại Vlog nha. Thì mưa gió quá rồi, không có đi bãi được mọi người ơi. Bây giờ làm video này cho mọi người xem giải trí chơi ha. Thì đây Đại có sưu tầm được một cái máy nè, Mitsubishi TU26 ha, đồng 33 ly. Đây, máy này còn nguyên bãi, không có dọn, chưa có gì hết ha mọi người. Hàng này sưu tầm nha mọi người, chứ bãi thì chắc không có cái gì đâu. Đây. Rồi coi nha. Lóc đóng Mitsu nữa không? À, chưa có rửa gì hết trơn mọi người. Mà gì đây ở trong nè, cái đầu nồng nè. Gì rồi vệ sinh sao mọi người? cái chế mà nó còn mới cỡ nó gì luôn. Nói nhìn tính đâu đầu lô không mọi người, nhưng mà không phải đâu đó, gin đó. Đây, đây dây giật nè, giật mới can ha. Rồi đây, đây quay tổng quan cho mọi người xem ha. Rồi tháo ra cho mọi người xem trong. Rồi, chắc cái này rất vệ sinh xương xương rồi mọi người, rửa nước thôi chắc cũng nó cũng đẹp rồi chứ có gì đâu, nhìn nó đâu có gì đâu không. Dây đeo này. Động quang nó vậy ha. Rồi bắt đầu mở nha. Rồi để đổ xăng vô mình test một cái ha mọi người. Test nhẹ một cái coi. Nó là sao? Tội lỗi. Thôi. Bơm xăng lên. Lội này nó hai này là nó cầm chứ nó không có cái tay lái mọi người, tay lái đó là gắn thêm á, tay lái đó nhìn biết là cũng Mitsu luôn rồi. Nói chung mà máy bãi về nè. Tháo ra vệ sinh ha. Rồi để mở ra nè mọi người, ở trong nè. Bố nó mòn rồi mọi người, nói chung bố nó mòn, bố gì là mòn rồi. Nhưng mà cái này nè, quyền đẹp lắm nha mọi người. Chưa, trong này nó chưa có cái tì gì hết nè. Rồi mở dần đây, để mở cái áo nó ra. Nè, cái máy này là sản xuất đời năm 25 mọi người. Đó. Tháng 12 năm 2015. Hôm nay 25 năm. Còn đẹp quá ha. Nè. Ở trong nó nè mọi người. Có gì đâu để vệ sinh. Gỡ này ra, rửa xương xương xịt bụi nó, cái này là đi rửa cái vàng lông, cái vàng áo nó gắn vô thôi. Nói chung mà nhôm mình đợi sẽ không có trà đâu ha mọi người, đợi để nguyên vậy thôi. Mugi là chưa có dấu mở luôn nè, mình chưa có dấu mở luôn.
cái bô gì thì chắc khó tháo trong hả mọi người. Đó, nguyên zin nè, bô gì có gì đâu nữa để tháo, nó gì thì ở trong chứ nó không có đóng đâu. Lại nghĩ thì vậy. Ngoại hình nó thì gì ha, nói chung là ở bãi về mà nó gì thì nó đẹp thì còn phải nói luôn rồi đó. Nè thấy không, chế van rồ luôn nè mọi người, zin hết nha mọi người không. Vừa về tính đâu là đồ lô không á, nhưng mà nhìn kỹ lại không phải. Ốc là chưa có dấu mở luôn nè. Nấm vú còn gin luôn. Đó, rồi đây tháo đây rửa. Ê, tính không tháo mà thôi. Tò mò quá của mình mà. Có ai đâu sợ. Tháo qua cho mọi người xem. Nè mọi người ơi, đó. Không có đóng gì luôn ha mọi người. Cái bô thôi biết ha. Bê tông không nhận máy cực kỳ máy. Bê tông sáng chân. Hai lá bạc nha mọi người. Đó. Trời ơi. Bồ lửa bê tông này. Quá trời. Thôi giờ rửa gắn vô thôi chứ giờ làm gì nữa. Thì hôm qua chùi lại rồi nè mọi người. Chùi rửa lại nè. Hôm qua chùi rửa xong rồi tối quá nên không có quay. Tới giờ sáng lại bữa nay quay cho mọi người xem. Rửa này, rửa nước này kia vậy thôi nha mọi người. Nguyên ha, không có xịt sơn bóng nha. Nói chung là ở sưu tầm là lại không có thích nha. Nhưng cái này cái đồ ấy lại xịt sơn bóng cái là nhìn đẹp trai liền mà thôi kệ. Hay rồi, để đại test nổ cho mọi người nghe ha. Rồi. Cái bơm xăng nổ mọi người. Nói chung đại kiện này lắm mọi người ơi. Nói chung ở không cũng nổi, thích cái này lắm. Làm cho làm vui vậy, cho mọi người coi rồi bỏ được. Chạy đó mọi người. Thật quá trời hơn. Nói chung là đam mê thôi mọi người ơi. Nè cái gì cũng có hết trơn mọi người. Nói chung là chỉ là đam mê thôi nè, thấy không. Mua để dành như nó có làm nè. Mới mài ha. Măng dít ha. Cái đồ tụi lum chân. Rồi lại xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Làm cho đỡ buồn mọi người ơi.